Đối với tôi thì nhận được học bổng Fulbright vừa là niềm vinh dự cũng như là một trách nhiệm rất lớn mà tôi sẽ cố gắng thực hiện trong vòng 2 năm tới. Tôi là một trong số hai ứng cử viên của đến từ Hà Tĩnh được nhận học bổng Fulbright và tôi cảm thấy học bổng Fulbright đang làm thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ thì mình vẫn rất là bất ngờ khi mà có học bổng Fulbright cho ngành quảng cáo, bởi vì ngành quảng cáo đối với mình thì cũng khá là đặc biệt. Điều đó chứng tỏ là học bổng Fulbright mở rộng cho tất cả mọi người và cho rất là nhiều ngành nghề. Cho nên mình khuyến khích mọi người hãy nộp đơn cho học bổng Fulbright. Chương trình học bổng Fulbright đã cho tôi cơ hội được làm quen với nhiều người bạn mới rất giỏi và rất thú vị ở nhiều ngành nghề khác nhau và tôi cảm thấy rất là may mắn về điều đấy. Học bổng Fulbright đã cho tôi một cơ hội rất tuyệt vời để khám phá bản thân, sắp tới có thể là khám phá thế giới. Và tôi rất hy vọng là sẽ có phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với tất cả mọi người. Rất cảm ơn chương trình học bổng Fulbright bởi vì chương trình đã cho mình cơ hội để được học tại một môi trường rất tốt về chính sách y tế. Ngoài ra thì mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì là được gặp gỡ rất nhiều những người bạn mới thú vị cũng như là các anh chị Fulbrighter năm trước và đồng thời sẽ có cơ hội để khám phá nước Mỹ cũng như làm cho mọi người hiểu hơn về nền văn hóa của Việt Nam. Cách thức lựa chọn của cái chương trình Fulbright này là cái cách lựa chọn rất là đặc biệt. Thực sự là người đi tìm là săn cái người đi học. Tôi nghĩ không có cái chương trình nào. Sau này tôi tiếp xúc với rất nhiều vì tôi làm ở cái cơ quan tôi 200 cán bộ thì 3/4 là đi học ở các nước về. Đủ hết các chương trình học bổng. Tôi không thấy có một cái chương trình nào như thế cả. Không có chương trình nào mà lại đi tìm học viên mà khuyến khích học viên, thậm chí là thuyết phục học viên để đi học và giúp cho họ vượt qua cái băn khoăn, cái tự ti, cái không tin tưởng về cái năng lực của mình để đi học cả. Cái việc tuyển chọn giống như ở các cái trường đại học hàng đầu của Mỹ là họ rất là quan trọng đến việc là cuối cùng tôi sẽ nhìn thấy anh là ai. Chưa chắc tôi không cần một người thông minh nhất. Tại vì nếu một người thông minh nhất có thể sẽ tốt ở một hoàn cảnh khác. Nhưng điều mà tôi cần là tôi cần một con người nó mang tính chất toàn diện. Nó phải là một người, nó thể hiện cái riêng của chính mình. Và đồng thời là một cái người mà thể hiện được cái tố chất và cái bản chất mà tôi đang đi tìm kiếm. Thì mình nghĩ là thực sự cái sự lựa chọn đấy là yếu tố rất là quan trọng cho Fulbright. Bởi vì bạn biết rồi, đầu vào mà thế nào thì đầu ra nó sẽ là như vậy. Mình nghĩ rằng tất cả mọi người đều có một điểm chung, đó là rất là khao khát về kiến thức. Vì thế cho nên là, và rõ ràng là những chương trình như Fulbright đã thỏa mãn được cái khao khát đó, thì đã cho tất cả mọi người như là bọn mình được một cái cơ hội là được tiếp cận với kiến thức mới và được thỏa mãn cái khao khát, nâng cao kiến thức của mình. Tức là cái người ta muốn tìm ra là người ta muốn tìm một sự khác biệt. Mà cái sự khác biệt đó họ hy vọng rằng trong tương lai nếu được đào tạo thì có thể tạo nên một cái sự khác biệt quan trọng để khi mà chúng ta tập hợp những người đó lại thì nó hoàn chỉnh một bức tranh. Nó cũng giống như ở trong một cái jigsaw puzzle thì nó phải có những cái hình, nó có những cái góc cạnh khác nhau chứ chúng ta không chọn những người hoàn toàn giống nhau. Và mình nghĩ đấy là cái đối với mình là hết sức là quý giá của chương trình Fulbright. Khi mà tôi được bổ nhiệm làm đại sứ ở Mỹ sang đây đấy thì tôi nghĩ rằng cái thời gian học ở Mỹ nó cũng có tác dụng thuận lợi hơn cho tôi so với những người không học ở Mỹ. Ở chỗ là đi đến đâu khi giới thiệu về tiểu sử của mình thì người ta cũng biết là người đã học ở Mỹ. Cũng như bạn thôi, nếu bạn nhìn thấy một người nước ngoài nào đã học ở Việt Nam thì thường là mình cũng có cảm tình hơn. Ngày thứ hai nữa là đi đâu mà giới thiệu là cũng học Fulbright, cũng học ở trường Fletcher, nhất là trong giới ngoại giao ở đây ấy, thì họ cũng rất biết về trường đó. Trường đào tạo về cao học về ngoại giao đầu lâu năm nhất của Mỹ thì nó cũng tạo hơn cái thuận lợi hơn, cái thiện cảm hơn và dễ trao đổi hơn. Và cũng rất may mắn là tìm được cái cách là làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN để vẫn thực hiện cái
nguyện vọng của mình từ ban đầu là đóng góp cho quan hệ song phương, nhưng bây giờ không phải là với tư cách là một cán bộ của Bộ Ngoại giao mà ở góc độ là tư nhân. Thế thì nó chỉ là cái cách khác để mình thực hiện cái mục tiêu của mình thôi, chứ còn những cái mà mình, công việc mình đang làm thì mình có thể nói là làm được nhiều hơn rất là nhiều so với cả cái vị trí ngày xưa của mình. Đã là cán bộ đi làm nhiều năm rồi, nên là nhưng mà mình chỉ là người làm nghiệp vụ này, làm các cái công việc cụ thể ấy. Thế thì bây giờ sang bên Mỹ được học những cái kiến thức về quản lý, về quản trị, thế thì thực sự là mình cảm thấy là mình được nâng tầm một cách toàn diện ấy, về kiến thức, về các cái kỹ năng làm việc nữa. Thế thì sau đó thì nó sau này về nước thì mình cũng ứng dụng được rất là nhiều tất cả những cái kiến thức đấy. Nó là sự tổng hợp mà giúp cho mình có cả một cái tầm nhìn, giúp cho mình có cả một cái kỹ năng phân tích, cũng như là cái kỹ năng ứng xử giao tiếp, cũng như là cái kỹ năng để mà xử lý được các cái công việc hàng ngày. Muốn xây dựng được cái lòng tin thì đầu tiên mình phải cái quan hệ gọi là đối với người Mỹ và các công ty của Mỹ thì thường là người ta thẳng thắn. Mình thì nhiều khi là cứ nhiều cái bài gọi là xếp bài nọ bài kia, giấu nọ giấu kia chẳng hạn, thì thường là người ta thẳng thắn. Thế thì mình cũng không có nghĩa là thôi thì không giấu, nhưng mà về cơ bản là phải thẳng thắn và minh bạch. Thì đấy là cái bài rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là các bạn hãy tận dụng tốt nhất cái cơ hội, nếu các bạn có được cơ hội học bổng Fulbright. Môi trường học rất là tốt và cái điều kiện học, và làm sao đó chúng ta có tích lũy kiến thức tốt nhất có thể được để cho chúng ta trong cái con đường phát triển chúng ta về lâu về dài. Chương trình Fulbright thì có thể mọi người đã biết không đơn thuần chỉ là một chương trình cấp học bổng để sang Mỹ học, mà đó là một cái chương trình giao lưu trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vì thế, ứng cử viên của Fulbright không chỉ thể hiện cái khả năng về kiến thức, về mặt học thuật, mà họ còn phải thể hiện họ có thể trở thành một đại sứ văn hóa của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi thì thường nói là khi các bạn đã làm Fulbright thì các bạn sẽ mãi mãi là Fulbright. Once Fulbrighters, always Fulbrighters. Điều đó có nghĩa là gì? Cái công việc của một đại sứ văn hóa ấy, nó không kết thúc khi mà bạn hoàn tất cái khóa học ở Hoa Kỳ, mà nó sẽ còn tiếp diễn sau khi bạn đã quay trở về Việt Nam và công tác. Fulbright program in Vietnam has been tremendously successful. The US and Vietnam have very, very strong people-to-people relations, and the Fulbright program has been one of the pillars of that people-to-people relationship. Over 600 Vietnamese Fulbrighters have been to the United States, and over 200 American Fulbrighters have been to Vietnam. And those numbers are growing every year, and all of those people add to the tremendous pool of cross-cultural understanding on both sides, which helps to further strengthen this great people-to-people relationship.